Không còn gì để nói với Bitcoin nữa anh chị. Quá tuyệt vời. Chúng ta cùng đi vào ngay biểu đồ Bitcoin xem các đồng coin này đang hành động như thế nào. You want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và anh coi theo production. Và những điều mà Hoài rất là muốn anh chị làm, thứ nhất là để lại một comment cái thị trường hoặc là cái đồng coin mà anh chị yêu thích hoặc là cần phân tích. Để lại một comment, một cái nhận định về Bitcoin hay là những cái đồng coin khác mà anh chị đang có kế hoạch trong đầu ha, tức là đang có kế hoạch để mà chúng ta vào lệnh trong thời gian tới đó, thì anh chị cùng chia sẻ cái chiến lược vào lệnh của anh chị để mà chúng ta cùng bàn luận với nhau chiến lược để mà kiếm lợi nhuận trên thị trường. Cái thứ ba là anh chị bấm nút chia sẻ cái video này ha vào các nhóm cộng đồng crypto hoặc là trên Facebook cá nhân của anh chị nếu mà anh chị thấy những cái video phân tích thị trường của Hoài hữu ích. Đấy, đó là một cái cách rất là hay để chúng ta cùng lan tỏa những cái mà anh chị thấy hay. Nếu mà anh chị thấy video của Hoài hay thì anh chị bấm nút chia sẻ. Hoài cũng đã tập được một thói quen như vậy. Hoài đọc những cái gì, những bài viết hay là xem những cái video hay là coi những cái gì mà thấy nó hay và nó có thể có ích nhau cho người khác thì Hoài cũng bấm nút chia sẻ lên Facebook của Hoài. Đấy, chia sẻ mà nhớ là chia sẻ công khai nha anh chị, chứ đừng có chia sẻ chỉ mình tôi nha. Rất là uổng cái chia sẻ của anh chị đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào biểu đồ Bitcoin. Lâu lắm rồi thì Hoài mới thấy được cái mức giá quan trọng như thế này đối với Bitcoin, là cái mức giá cao như thế này. Đây, chúng ta thấy giá đỉnh cao nhất của Bitcoin là chạm gần 16.000 đô ha, chạm gần 16.000 đô. Trong khi anh chị có nhớ cái mức giá mà đỉnh cao nhất huyền thoại á, tức là đỉnh cao nhất trong lịch sử của Bitcoin từ trước tới nay nó đạt được, đó là khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng gần 20.000 đô ha, 19.900 mấy đó, coi như là làm tròn là 20.000 đi. Thì nếu mà anh chị đu đỉnh 20.000 đô vào năm 2018 thì bây giờ anh chị đã có thể gần như là cách khoảng còn 4.000 đô nữa là chúng ta về bờ được rồi, đúng không ạ? Và cái video này Hoài cũng thực sự có một cái ý mà rất là quan trọng muốn nhắc anh chị ha, rất muốn một cái mức giá cực kỳ quan trọng của Bitcoin, đó là 16.000. Nhưng mà một cái cột mốc cực kỳ quan trọng mà nó đã đạt được đó chính là nó đã vượt qua cái đỉnh cao nhất trong năm 2019. Đây, đỉnh này là chính là cái mức màu đỏ này họ đã đánh sẵn cho anh chị quanh khoảng 13.800 gần 13.900. Chúng ta tua lại cái biểu đồ chúng ta sẽ thấy được. Đấy. Đấy. Dễ không ạ? Đây chính là cái đỉnh cao nhất là cái màu đỏ nè. Đó, cái đỉnh cao nhất mà Bitcoin đạt được trong khoảng thời điểm là tháng 6 năm 2019. Thì tại sao cái việc này lại là quan trọng? Tại sao Hoài coi nó đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất của Bitcoin mà nó đã đạt được trong cái thời gian qua, trong ít nhất là 2 năm qua? Vì sao? Bởi vì cái đỉnh năm 2019 này chính là cái đỉnh cao thứ nhì so với cái đỉnh cao nhất vào năm 2018. Tức là cái đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó là quanh gần 20.000. Thì cái đỉnh thứ hai mọi thời đại luôn á anh chị ha, thế đỉnh cao thứ nhì mọi thời đại của nó chính là đạt được vào năm 2019 nè, vào cách đây 1 năm, là chính là mức giá 13.891. Và cái việc mà nó vượt qua được cái mức giá thứ nhì, cao nhất thứ nhì mọi thời đại, thì cái khả năng nó chạm lại được cái đỉnh cao nhất mọi thời đại đã cao hơn rất là nhiều. Nếu mà anh chị bây giờ tưởng tượng có một cuộc thi, có người thứ nhất, người thứ nhì, nếu mà anh chị thắng được người thứ nhì thì rất có khả năng là anh chị sẽ lên gặp người thứ nhất, đúng không ạ? Trong một cuộc thi như vậy, anh chị đã thắng được người thứ nhì rồi, chắc chắn anh chị sẽ đối mặt với người thứ nhất. Cho nên cái khả năng mà Bitcoin sẽ gặp lại cái mức giá 20.000 đô la cách đây mà nó đạt được cách đây 2 năm là khả năng rất là cao. Đây là một cái tin vui ha, đây là một tin rất là vui. Nhưng cái việc mà trên con đường nó tăng từ cái mức giá hiện tại lên tới 20.000 đô là không hề đơn giản đâu nha anh chị ha. Mặc dù chúng ta thấy là không có mức giá nào cao hơn cái mức này,
cao hơn cái mức 13.900 này là nó tới thẳng 20.000 là đỉnh cao nhất rồi. Cho nên chúng ta chưa thấy ha, mặc dù là chưa thấy cái kháng cự nào đủ quan trọng, nhưng mà trên cái con đường nó sẽ không đi một cách nhẹ nhàng đâu. Nó chắc chắn ha, phải chắc chắn là nó sẽ không đi một cách đơn giản nhẹ nhàng từ cái mức giá 16.000 lên 12 lên 20.000 đâu. Nó sẽ gặp nhiều trắc trở và nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn trên cái con đường đó. Thì chúng ta cứ bám theo biểu đồ, chúng ta phân tích và chúng ta vào lệnh mà thôi, chứ không có gì phải lo lắng cả ha. Còn nếu mà anh chị đang giao dịch trung hạn hay là đang chị đang hold Bitcoin thì chúc mừng anh chị ha, chúng ta đang có cái khả năng gặp lại cái mức 20.000 cao hơn rất là nhiều rồi với cái bối cảnh hiện tại ha. Rồi đó, đó là cái điều mà Hoài quan trọng muốn nói. Bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết hơn cái biểu đồ của Bitcoin. Này, thời gian vừa rồi chúng ta thấy cái đường EMA 21 của Bitcoin ha, là cái đường màu trắng như thế này nè, có vẻ như nó không có lần nào chạm lại được giá, có dường như là nó hơi chậm hơn so với giá quá nhiều. Cho nên Hoài sẽ thêm một cái đường EMA khác nữa, đó là đường EMA 10 màu vàng như thế này. Đấy, anh chị xem nè. Đấy, EMA 10, 10 chu kỳ, tức là trên thời gian ngày là chỉ có 10 ngày thôi đó. Thì cái đường này nó sẽ nhanh hơn và nó bám theo giá sát hơn. Anh chị thấy những cái lần mà giá nó chạm lại đường EMA 10 màu vàng nè, thì nó đều bật lên rất là tốt ha, gần gần nhất cũng vậy. Thì chúng ta quan sát hành động giá, chúng ta thấy giá đang tôn trọng cái đường EMA 10 này. Cho nên thời gian sắp tới, sau một cái đợt tăng trưởng mạnh như vậy rồi thì anh chị không nên mua vào ngay tại đây nữa. Ha, khả năng nó đã rơi vào tình trạng quá độ, đó là bị quá mua rồi. Cho nên anh chị khoan mua ở thời điểm hiện tại, vì nó đang ở mức đỉnh cao nhất. Khả năng cao là nó sẽ bị hút ngược trở về những cái đường EMA đi theo xu hướng như thế này. Thứ nhất là đường EMA 10 màu vàng, anh chị chờ cho giá chạm lại đường EMA 10, hình thành setup direction, chúng ta có thể mua lên. Hoặc là tốt hơn nữa ha, tốt hơn nữa, chúng ta chờ cho giá chạm lại đường EMA 21, đường màu trắng bên dưới, và hình thành setup direction, chúng ta có thể mua lên. Rồi, đó là kèo cho Bitcoin. Tiếp theo là Ethereum. Với Ethereum thì tạm thời là bỏ bớt những cái đường EMA 21 này đi ra, bỏ bớt đi ha. Rồi, tạm thời chúng ta đi cần cái đường EMA 10 trên biểu đồ Bitcoin thôi. Còn trên những cái đồng altcoin khác thì nó đi chậm hơn. Cho nên cái đường EMA 21 cũng là đủ rồi. Tuần vừa rồi chúng ta đã canh mua ha, mua Ethereum khi mình đã chạm lại cái đường EMA 21 bên dưới nè. Đấy, và đang có một kèo có lợi nhuận rất là tốt. Mua khi giá hình thành pin ban và hiện tại đang có khoảng 2R hơn một chút xíu ha, chưa chạm được 3R, hơn 2R lợi nhuận là rất là ok rồi. Đấy, chúng ta hiện tại thì giá đã vượt qua được một cái swing high liền trước quanh cái đỉnh này. Đấy, quanh cái đường quan trọng đó là quanh 416,6. Anh chị để ý ha, Hoài trên video của Hoài không có vẽ những cái đường ngang quá nhiều, mà chúng ta chỉ vẽ những cái đường ngang đi qua những cái vùng số tròn mà thôi. Đấy, cho nên khả năng là những cái vùng số tròn này sẽ là những cái vùng quan trọng với giá. Bản chất những cái vùng số tròn đã là những cái kháng cự hỗ trợ rồi, cho nên Hoài sẽ vẽ ngang những cái đường này, khả năng là giá sẽ chạm bậc tại những cái vùng số tròn này. Cái vùng mà 416 này cũng gần một cái vùng số tròn là quanh vùng 400 đến 412 nè, cho nên nó cũng sẽ là một cục 500, nó hút giá ngược trở lại. Giá hiện tại đang là 430 đúng không ạ, nó sẽ có khả năng hút giá quay ngược trở lại những cái vùng này và hình thành setup direction, chúng ta có thể cần mua lên. Tiếp theo là Ripple. Với Ripple thì cái vùng một vùng kháng cự rất là quan trọng là 0,25, cũng là một vùng số tròn luôn. Đấy, vẫn chưa vượt qua được ha, vẫn chưa vượt qua được. Và cái việc đường EMA 21 đang phẳng ra đi ngang và giá xuyên lên xuống đường EMA 21 liên tục, chúng ta thấy XRP đang có cái xu hướng đó là đi ngang. Chờ ít nhất khi nào mà giá vượt qua được cái kháng cự bên trên 0,255 thì chúng ta mới có thể cầm mua lên được. Tiếp theo là Litecoin. Rồi ha, với Litecoin thì chúng ta cũng đã vào được một kèo rất là tốt. Mua được quanh hai cái thanh pin ba, chạm lại đúng cái vùng 50, vùng sợi tròn 50 nha. Thì anh chị thấy cái đuôi nó chạm đúng ngay cái vùng 50 luôn đúng không ạ? Thì bản chất cái vùng 50 này cũng là một cái vùng hỗ trợ rồi. Cho nên cái việc mà giá đảo chiều ngay lập tức hình thành pin ba khi giá chạm lại vùng 50, và nó cũng hợp lưu với đường EMA 21 bên dưới nè.
Cho nên chúng ta rõ ràng là không quá khó, chúng ta vẫn có thể vào được cái kèo này ha, không hề khó chút nào. Thấy pin 3 hình thành ngay cái vùng số tròn và đường EMA 21 thì chúng ta có thể mua lên, và đây bây giờ đang có lợi nhuận rồi. Hiện tại bây giờ nếu mà anh chị có lợi nhuận rồi thì chúng ta ngồi chơi xoay nước thôi ha, khoan giờ dừng lỗ về hạ vốn sớm quá, bởi vì khả năng giá vẫn còn có thể tăng hơn cao nữa. Khi mà giá chạm được khoảng 2 giờ lợi nhuận thì anh chị mới bắt đầu giờ dừng lỗ về hạ vốn cho hai. Hiện tại thì anh chị khoan mua ha, nếu mà anh chị nào mà chưa mua thì chúng ta khoan mua, chờ cho giá điều chỉnh xuống gặp đường EMA 21 nè, cũng giống như thế này nè, nó điều chỉnh xuống nhẹ như thế này, chạm đường EMA 21 thành setup là chúng ta có thể mua lên được. Cái này, cái đường EMA 21 này cũng giống như là một cái cục 500 với lại một cái bề đỡ cho giá vậy. Chúng ta vào lệnh khi mà giá gần cái đường EMA 21 này thì có xác suất nó sẽ cao hơn là giá nó đang cách xa. Đấy. Tiếp, Bitcoin Cash. Với Bitcoin Cash thì tuần vừa rồi cũng có một setup đẹp, đó là pin 3 xuất hiện tại vùng hỗ trợ quanh 236. Nhưng mà không đẹp ở chỗ, cái setup này nó không đẹp ở chỗ là cái pin 3 này nó nằm bên dưới đường EMA. Anh chị thấy không ạ? Cái động lượng của nó mặc dù là đủ đẹp nhưng mà cái việc giá nó này, cái pin 3 nó đang nằm bên dưới đường EMA thì khả năng khi mà nó bật tăng lên được thì nó sẽ chạm ngay kháng cự là đường EMA phía trên. Đó, nó khó như ở chỗ đó đó. Nếu mà anh chị vào những setup mà nó nằm dưới đường EMA, nó sẽ gặp đường chính cái đường EMA đó làm kháng cự ngay phía trên, cho nên nó sẽ làm cản trở cho giá trên con đường tăng lên. Chúng ta chờ cho giá đóng cửa bên trên đường EMA và chúng ta lúc đó chúng ta có thể canh mua vào. Tiếp theo là NEO BTC. Cái kèo NEO này cuối cùng cũng chốt lời được anh chị ha, chúng ta đã vào được quanh thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10, và tới bây giờ thì cái kèo NEO này chúng ta mới chốt lời. Từ một thanh pin 3 thôi, chúng ta ăn được nguyên một con sóng giảm lớn như thế này, đạt được 5-6 rồi lợi nhuận, thì có thể coi đây là một trong những kèo mà có lợi nhuận ròng cao nhất trong năm của Hoài. Nó sẽ đóng một phần lớn ha, sẽ đóng góp một phần lớn vào cái lợi nhuận ròng trong năm của chúng ta. Bây giờ chúng ta chốt lời được rồi ha, quanh vùng 0.1 là vùng số tròn, cũng là một hệ hỗ trợ quan trọng, trước đó là chúng ta đã chốt lời toàn bộ rồi ha. Mặc dù giá có vượt qua đi chăng nữa thì chúng ta vẫn chốt lời thôi, không có gì tiếc nuối cả, bởi vì đây là có một vùng hợp lý để chúng ta chốt lời rồi. Và cuối cùng là ADA BTC. Tuần vừa rồi chúng ta cũng đã phân tích cái đồng coin này nhưng mà không vào được ha, bởi vì giá không chạm lại đường EMA 21. Đây cái đường màu trắng nè, tốt nhất là chúng ta chờ cho giá chạm lại đường này, hình thành setup chúng ta bán xuống thì xác suất thắng nó sẽ cao hơn là chúng ta vào lệnh khi giá đang cách xa đường EMA. Rồi, đây là cái video phân tích Bitcoin và Ancoin The Fraction. Anh chị nào có thắc mắc về bất kỳ đồng coin nào thì cũng có thể để lại comment bên dưới, để lại comment cái chiến lược mua hoặc là bán, hay là những cái đồng coin nào mà anh chị chuẩn bị vào lệnh trong thời gian tới. Bấm chia sẻ video lên Facebook của anh chị ha, để mà anh chị có thể lan rộng ha, cho cái video này lan tỏa đến nhiều trader khác. Nếu mà anh chị chưa bấm subscribe thì bấm subscribe kênh, chưa bấm quả chuông thì bấm nút quả chuông, và đón chờ cái video phân tích vàng, forex và chứng khoán Mỹ vào sáng ngày mai. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.